mấy bạn tình yêu là gì? Tôi cũng không biết nữa. Đến cả Xuân Diệu cũng chẳng biết tình yêu là gì cơ mà. Vì ông đã từng nói rằng đố ai định nghĩa về tình yêu. Xuân Diệu hả? Đúng rồi á. Xuân Diệu là một trong những nhà thơ tiêu biểu trong phong trào thơ mới. Và thơ tình là cái nhụy, cái tinh hoa trong thơ của ông. Đố, khi nhắc tới Xuân Diệu, các bạn độc giả yêu thơ sẽ nhớ tới cái hồn thơ rạo rực, đầy ái ân, lãng mạn và gắn liền với tuổi trẻ. Còn theo tôi, tình yêu có lẽ là một tình cảm rất đẹp và thiêng liêng. Vì khi nếm trải mật ngọt của lưới tình, người ta sẽ trở nên mộng mị, yêu đời hơn. Nhưng đôi lúc, tâm trí ta cũng sẽ bị vây kín bởi những nỗi nhớ và phiền muộn. Đó cũng chính là lý do tác phẩm Yêu của Xuân Diệu được ra đời. Yêu là một trong những tác phẩm kinh điển của Xuân Diệu, được sáng tác vào năm 1938 trong tập Thơ Thơ. Bên cạnh sự sáng tạo trong phong cách viết về tình yêu thì tác phẩm còn được Xuân Diệu rất khéo léo lồng ghép nhiều biện pháp nghệ thuật và hình ảnh đặc sắc. Mình cũng biết bài thơ Yêu của Xuân Diệu. Mở đầu bài thơ, tác giả đã nói: yêu là chết ở trong lòng một ít. Từ chết ở đây mang vô vàn rất hai nghĩa khác nhau mà có lẽ chỉ những người đang yêu mới có thể cảm nhận một cách rõ ràng nhất. Đối với những người mới đơn phương, những người mới cảm nắng, thì chết ở đây lại là chết mê, chết mệt, là say khướt và đắm chìm trong niềm hân hoan vì nghĩ rằng mình đã tìm được một nửa kia của cuộc đời. Còn đối với những kẻ đã đơn phương quá lâu, những kẻ mang trong tim nhiều vết tương tư và sự chai sạn của nỗi nhớ, thì chết lại là chết ở trong tim, chết trong tâm hồn. Và chết ở trong tâm hồn có nghĩa là đau buồn đến tan nát cõi lòng. Câu hỏi tu từ: vì mấy khi yêu mà chắc được yêu, nhưng muốn nhấn mạnh sự vô tâm, thờ ơ của người mà ta đang thầm thương trộm nhớ. Đây như một lời ngờ vực trăn trở đầy trống vắng trong chính tâm can của những kẻ đang yêu. Quả thật là vậy, vì mấy khi chúng ta trao đi hết thảy tình cảm chân thành mà lại được đáp trả một cách trọn vẹn nhất đâu. Và cũng bởi thế, việc dại khờ nhất có lẽ là việc yêu đơn phương. Đẹp đến mấy cũng sẽ đến lúc tàn, và tình cũng thế. Khi nhìn dáng vẻ của người mình yêu ung dung rảo bước rời đi, chắc hẳn ai trong chúng ta đều cảm thấy chơi vơi và hồn như tan biến. Một lần nữa, hai câu thơ: vì mấy khi yêu mà chắc được yêu, yêu là chết ở trong lòng một ít, lại được lặp lại. Nhưng lần này hai dòng thơ đã đổi chỗ cho nhau, và từ dấu chấm hỏi tác giả cũng đã thay bằng dấu chấm than. Đây cũng là một trong những nét nghệ thuật vô cùng đặc sắc của Xuân Diệu. Có lẽ giờ đây ông không còn ngờ vực nữa rồi, mà đã thầm khẳng định rằng khi yêu là sẽ mất mát, sẽ tổn thương. Ở đoạn thơ cuối, phép điệu cấu trúc đã được sử dụng để bộc lộ rõ nét tâm tư của những kẻ si tình. Đó cũng chính là nhân vật chữ tình mà nhà thơ đề cập đến. Những kẻ si tình là những kẻ đang say đắm mà chìm đắm trong tình yêu của đôi lứa. Họ dâng hiến cả con tim, dành trọn cả lý trí cho tình yêu. Họ yêu đến lạc lối, đến mù mịt, yêu đến cuồng si. Họ xem cảnh đời như một sa mạc cô liêu. Qua đó ta có thể thấy rằng những kẻ si tình thỉnh thoảng lại cô đặt trong chính tình cảm của mình. Họ trở nên lạc lõng, khô khan, cằn cỗi như sa mạc. Tác giả cũng ví tình ái như sợi dây vấn đinh. Điều này cũng thật dễ hiểu, vì mấy ai khi yêu lại có thể dựng dưng để bộ não của mình được nghỉ ngơi, trong khi hình bóng của người ấy cứ quấn chặt lấy tâm trí của ta mãi. Và đó cũng chính là khi biện pháp so sánh được sử dụng. Vì sự khổ nhọc ấy mà Xuân Diệu lại muốn buông lơi tình cảm của riêng mình. Thay vào đó, ông đã kết thúc ngòi bút của mình, cũng hay cũng chính là tâm trí của ông, với việc thay đổi dấu phẩy ở đầu bài bằng dấu chấm hết để thuyết phục yêu là chết ở trong lòng một ít. Trong phép điệp lần này, ông không còn cảm thấy ngờ vực rồi lại bằng lòng nữa. Giờ đây, những kẻ si tình đã trở nên chai lì, cam chịu và hiểu rõ rằng đó là quy luật của tình yêu, là cái giá phải trả nếu muốn chiếm lấy đôi mắt long lanh và hình dáng nhỏ bé của người con gái mình thương.
Diệu kèm với các biện pháp nghệ thuật đặc sắc, chẳng hạn so sánh và điệp cấu trúc. Bài thơ như một lời giải bày của những kẻ đang mắc kẹt trong vòng vây tình ái. Họ thỏa thích vùng vẫy, mặc cho cảm xúc đã chiếm trọn trái tim mang nhịp đập thổn thức của mình từ lâu. Họ không màng hay dám mong cầu rằng người mình thương một ngày nào đó sẽ đáp lại tấm chân tình này. Và đây cũng là thông điệp mà Xuân Diệu muốn gửi gắm. Hãy mở lòng để đón nhận vẻ đẹp của tình yêu, hãy một lần nếm trải vị ngọt ngào pha lẫn một chút đắng cay trong tình ái. Như chính ông cũng đã từng bộc bạch rằng, hãy để trẻ con nói vị ngọt của kẹo, hãy để tuổi trẻ nói hộ tình yêu. Làm sao sống được mà không yêu, không thương, không nhớ một kẻ nào? Này, vậy ngại gì mà không yêu?